Sáng 23 tháng 3, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xe tải đâm đuôi xe container. Theo đó, khoảng 1 giờ cùng ngày, chiếc xe tải có trang bị cần cầu chạy trên xa lộ Hà Nội hướng từ Thủ Đức đi Đồng Nai. Khi vừa qua ngã tư được khoảng 250m thì tông vào đuôi một chiếc xe container đang đậu sát giải phân cách. Cú tông mạnh làm nam phụ xe tải văng từ cabin xuống đường nằm bất động, bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Công an quận 3 thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị nghiệp vụ đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Trước đó, một người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy lưu thông trong làn xe ô tô trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi trung tâm thành phố. Đến đoạn gần giao lộ Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, người này cho xe chạy vào làn dành cho ô tô với tốc độ cao. Bất ngờ chiếc xe bị lạc tay lái rồi trượt xuống đường. Người điều khiển xe máy ngã đập đầu xuống đường, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 10 sáng nay ngày 23 tháng 3 tại thôn Từ Phong, xã Cách Bi, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Theo một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, người phụ nữ trung tuổi điều khiển xe gắn máy đang đi thẳng thì bất ngờ bị xe ben ôm cua gấp, hất văng người phụ nữ trung tuổi ngã xuống đường, còn bánh sau của chiếc xe ben cán nát phần đầu chiếc xe máy. Rất may, người phụ nữ chỉ bị thương nhẹ. Hai bé trai đang chơi bên vệ đường. Bất ngờ, một bé lao nhanh qua đường. Đúng lúc này, một chiếc xe máy bất ngờ húc văng cháu bé. Sau vụ va chạm, cháu bé đau đớn và hoảng sợ nhưng vẫn tỉnh táo. Tài xế xe máy cùng người dân xung quanh đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Sau khi được chia sẻ, clip thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng các bậc phụ huynh cần quản lý, không để trẻ nhỏ vui chơi cạnh đường giao thông. Sự việc được ghi lại xảy ra tại ngã tư Ngô Gia Tự, Kinh Dương Vương thuộc phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Theo một số nhân chứng cho biết, sau va chạm giao thông, tài xế xe bán tải và tài xế xe Toyota Camry đã xuống xe, rút kiếm đuổi đánh nhau. Sau khi được người dân can ngăn, thì tài xế xe bán tải quay lại xe, đạp ga lùi trúng ô tô Camry, sau đó lái xe bỏ chạy. Tại hiện trường, xe Camry vỡ đèn trước bên trái, móc cửa xe bên lái, rất may không có thương vong về người. Hình ảnh được camera hành trình ghi lại trên cao tốc Long Thành hướng về thành phố Hồ Chí Minh cho thấy chiếc ô tô hiệu Toyota Vios liên tục bật đèn xi nhan và bám theo, đồng thời có hành vi ép xe con khác hiệu Honda City có gắn màu đầu của hãng taxi Vinasun vào sát giải phân cách. Sau đó, người đàn ông lái xe Vios còn nhấn ga cho xe vượt lên, chặn đầu xe taxi trước khi bước xuống xe và lao tới thò tay qua kính cửa sổ, liên tục hành hung tài xế taxi. Sự việc chỉ kết thúc khi tài xế taxi sau đó nhấn ga bỏ đi. Dù không rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên, tuy nhiên, đa phần cư dân mạng đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành động lái xe bất chấp nguy hiểm cùng thái độ ứng xử côn đồ của người lái xe Toyota Vios. Thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra vào lúc 21 giờ 15 phút đêm qua 22 tháng 3 tại dốc Bả Vai thuộc địa bàn xã Chí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Chiếc xe tải gặp nạn mang biển số 36C13640 chở cây keo đâm vào ta luy dương bên phải, làm 7 người ngồi trên xe tử vong, bao gồm cả lái và phụ xe. Trước đó, vào 22 giờ ngày 22 tháng 3, chiếc ô tô tải mang biển kiểm soát 36C13640 lưu thông theo hướng từ xã Chí Nang về thị trấn Lang Chánh đã bất ngờ tông vào ta luy dương khiến 7 người tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người, gồm 5 công nhân bốc keo, một lái xe và một phụ. Theo Trung tâm đăng kiểm cơ giới Thanh Hóa, chiếc xe tải chở gỗ keo được sản xuất năm 2015 tại Việt Nam. Chủ xe theo giấy đăng ký là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và sản xuất gỗ Huy Hào. Địa chỉ chủ xe khu phố 2, thị trấn Thống Nhất, huyện Yên Định, Thanh Hóa. Trọng lượng bản thân xe bao gồm tải trọng cho phép chở 18 tấn. Trọng lượng toàn bộ xe là 30 tấn. Xe chỉ được phép chở 2 người. Theo phòng chức năng của Sở Giao thông Vận tải Thanh Hóa, tốc độ xe tải thời điểm xảy ra tai nạn lúc 21 giờ 18 phút ngày 22 tháng 3 đo được là 46 km/h. Trong 7 nạn nhân tử vong, có 5 người ở xã Chí Nang. Những người này đều là anh em họ hàng cùng đi bốc gỗ keo. Nhiều gia đình nạn nhân thuộc diện khó khăn, có con nhỏ đang độ tuổi đi học. Bước đầu, Ủy ban Nhân dân xã Chí Nang đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong là người địa phương 5 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân huyện Lang Chánh hỗ trợ mai phí táng cho gia đình nạn nhân với mức 5,4 triệu đồng một nạn nhân. Từ ngày 2 tháng 7, phương tiện kinh doanh vận tải khách trừ ô tô chở người dưới 9 chỗ, hàng hóa bằng xe đầu kéo phải được lắp đặt camera giám sát. Nếu không chấp hành thì sẽ bị lực lượng chức năng xử phạt. Các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên cả nước
phải khẩn trương triển khai thực hiện đúng quy định, phải lắp camera giám sát, đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe, hoàn thành trước ngày 1 tháng 7 năm 2021. Cụ thể gồm các ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng container, xe đầu kéo, ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ, kể cả lái xe trở lên. Cũng từ sau ngày 1 tháng 7, các phương tiện trong diện bắt buộc phải lắp camera giám sát nhưng chưa thực hiện hoặc lắp đặt camera không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc bổ sung quy định này nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách. Được biết, hiện nay trên thị trường, một bộ thiết bị giám sát hành trình có chức năng ghi nhận và truyền dữ liệu hình ảnh có giá vào khoảng từ 4,5 đến 5,5 triệu đồng. Chi phí duy trì máy chủ và đường truyền dữ liệu vào khoảng 120.000 đồng một xe mỗi tháng. Như vậy, chi phí lắp đặt thiết bị cho trên 340.000 phương tiện sẽ vào khoảng từ 1.500 tới 1.900 tỷ đồng và chi phí duy trì máy chủ và đường truyền sẽ vào khoảng 500 tỷ. Sau khi tạm dừng thu phí, nhiều dự án BOT xuống cấp nhưng chưa xác định được đơn vị nào chịu trách nhiệm sửa chữa. Và Bộ Giao thông Vận tải vừa gửi văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa ra giải pháp tham mưu cho Bộ để quản lý và bảo trì các tuyến đường đầu tư theo hình thức BOT trong thời gian dừng thu phí. Sau khi tạm dừng thu phí, nhiều dự án BOT xuống cấp nhưng chưa xác định được đơn vị nào chịu trách nhiệm sửa chữa, Bộ Giao thông Vận tải lưu ý ngành đường bộ đưa ra những phương án có thể thực hiện ngay công tác bảo quản, đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn này. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, hiện có 9 dự án sắp kết thúc hợp đồng và đang tạm dừng thu phí. Trong đó có 4 dự án nhà đầu tư không thực hiện công tác bảo trì, gồm quốc lộ 2 đoạn Nội Bài Vĩnh Yên, quốc lộ 1 đoạn tránh Hà Tĩnh, quốc lộ 1K và quốc lộ 1 đoạn tránh Cai Lậy. Có 2 dự án nhà đầu tư bảo trì cầm chừng, không đạt chất lượng là dự án quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Thanh Hóa và quốc lộ 91 đoạn km 14, km 50 cộng 889. Chỉ có 3 dự án nhà đầu tư vẫn tiếp tục thực hiện công tác bảo trì. Hiện 9 dự án trên chưa thanh lý được hợp đồng, bàn giao công trình. Nguyên nhân là do cơ quan quản lý và nhà thầu chưa thống nhất được các chi phí để xác định thời gian hoàn vốn. Để tránh việc thu phí vượt quá thời gian, Tổng cục Đường bộ chủ động tạm dừng thu phí các dự án trên. Theo quy định hiện hành, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ thực hiện công tác bảo trì khi dự án hoàn tất thủ tục bàn giao cho nhà nước. Trong quá trình chuyển giao dự án, các quy định hiện hành vẫn chưa phân định rõ trách nhiệm các bên nên gặp khó khăn trong công tác bảo trì. Hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, đang cùng các cơ quan trong và ngoài nước nghiên cứu, xây dựng, thử nghiệm hộ chiếu vaccine. Hiện hãng đã làm việc với Hiệp hội Hàng không Quốc tế IATA về dự án hộ chiếu sức khỏe điện tử và được IATA đề nghị tham gia thử nghiệm ứng dụng IATA Travel Pass. IATA Travel Pass là ứng dụng mang tính toàn cầu, giúp xác định các yêu cầu của mỗi quốc gia đối với hành khách trong giai đoạn COVID-19. IATA Travel Pass đảm bảo kết quả xét nghiệm của hành khách đáng tin cậy, cũng như luồng thông tin bảo mật nhất quán giữa các bên, gồm chính phủ, cơ sở xét nghiệm, hãng hàng không và hành khách. Ứng dụng có thể vận hành ngay trên điện thoại với nhiều tính năng, dữ liệu như yêu cầu dịch tễ tại các quốc gia, danh sách các phòng thí nghiệm đạt chuẩn, lưu trữ kết quả xét nghiệm COVID-19 và chứng nhận tiêm chủng của hành khách. Ứng dụng cũng giúp kết nối những thông tin này với các chính phủ và hãng hàng không để thuận tiện cho công tác kiểm tra, quản lý. Hộ chiếu sức khỏe điện tử sẽ được kết nối với các cơ sở xét nghiệm để nhận kết quả và cập nhật trạng thái đủ điều kiện nếu hành khách đáp ứng. Hành khách có thể chia sẻ trạng thái này cùng kết quả xét nghiệm cho hãng hàng không thông qua ứng dụng trước khi lên sân bay hoặc tại sân bay. IATA Travel Pass là minh chứng cho thấy công nghệ có thể giúp hành khách và chính phủ quản lý thông tin về y tế, du lịch một cách an toàn, thuận tiện và hiệu quả. Đây là cơ sở quan trọng để hoạt động hàng không quốc tế được khởi động lại. Sau một tuần ra quân tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ từ 15 tháng 3 đến 22 tháng 3, có tới 5.283 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn và 51 trường hợp dương tính với ma túy bị cảnh sát giao thông xử lý. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, sau một tuần tổng kiểm soát phương tiện cơ giới đường bộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã xử lý 5.089 tài xế vi phạm nồng độ cồn và 51 trường hợp dương tính ma túy, phạt tiền gần 18 tỷ đồng, tước 2.997 bằng lái và tạm giữ trên 5.000 phương tiện. Bên cạnh việc xử lý nghiêm người vi phạm, lực lượng chức năng cũng tập trung phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức tài xế. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp có hành vi chống đối. Từ nay đến cuối năm, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ xử nghiêm các vi phạm
về xe quá tải và tài xế chống người thi hành công vụ. Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung thực hiện kiểm soát, phát hiện, xử lý các lỗi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, tránh vượt sai quy định, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm. Thưa quý vị, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông trên địa bàn thành phố Hà Nội đang gần đến ngày bàn giao cho thành phố trước khi đưa vào khai thác thương mại. Các cơ quan chức năng của thành phố cũng khẳng định đã sẵn sàng tiếp nhận và vận hành công trình phục vụ việc đi lại của người dân. Mặc dù chỉ còn một tuần nữa đến ngày bàn giao cho thành phố, tuy nhiên thì đến nay, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông, nhiều ga vẫn bị chiếm dụng, nhiều bất cập về kết nối hạ tầng vẫn còn tồn tại. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày Bộ Giao thông Vận tải bàn giao tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông cho thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, thực trạng hiện nay vẫn ngổn ngang như thế này. Lạc quan có, băn khoăn cũng có. Mình có thể thay đổi được cái bến xe mà nó gần lại hơn một chút thì có thể là mình nghĩ là cũng có thể là phát huy được cái tác dụng của nó. Thì theo ý kiến cá nhân của tôi ấy, thì tôi thấy các cái điểm bến nó cũng tương đối cách xa nhau. Và thứ hai là cái cầu nó tương đối là cao, mà ví dụ dành cho những người cao tuổi này, hoặc là các em nhỏ, hoặc các bạn nữ mà đi lại thì nếu mà đi lại thường xuyên thì cũng tương đối là cũng hơi bất tiện một chút. Mỗi một nhà ga này phải có chỗ gửi xe, thì người ta khi nhà người ta ở gần đấy thì ta để xe luôn, ta mới lên. Còn nếu không có điểm để xe thì hơi khó. Ở Hà Nội nhà mình nó không phải là nó là một cái phố cổ, nó nhiều ngõ ngách. Thì làm sao mà những cái này mà đưa vào tận ngõ ngách của người ta được. Ví dụ một người ở trong một cái ngõ sâu trong kia, ví dụ mà già chẳng hạn, họ đi được cái này đến đây thì họ đi bộ, đi phương tiện gì, đi thế nào để về nhà của họ, đúng không? Nhiều chuyên gia cho rằng tuyến đường sắt đô thị trên cao Hà Đông - Cát Linh có lợi thế là làn đường chạy riêng nên sẽ có tốc độ di chuyển nhanh hơn so với các phương thức vận tải khác. Tuy nhiên, giao thông tiếp cận trong phạm vi 2 km xung quanh tuyến đường sắt này vẫn còn nhiều bất cập. Lập các cái điểm đỗ xe buýt bên cạnh cái chiều xuống của hành khách của cái tuyến trên cao để người ta đi tiếp, thì cái đó phải làm ngay và lên sơ đồ ngay và thực hiện sớm, thì tôi nghĩ là sẽ tạo ra hiệu quả. Chúng ta làm các cái ga nối kết thật tốt vào thì người đi sẽ càng đông và hiệu quả sẽ tốt lên. Mặc dù hiện nay tại một số khu vực nhà ga thuộc các tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội đã có những phương án kết nối về mặt không gian như bố trí cầu cho người đi bộ qua đường hay vạch kẻ cho người đi bộ. Tuy nhiên, để hệ thống giao thông công cộng phát huy hiệu quả, ngoài kết nối về mặt không gian, còn phải đảm bảo sự tương thích về mặt thời gian, sự phù hợp về mặt công suất với các phương thức vận tải khác. Chúng ta biết là cái nhà ga thì là bao nhiêu năm nay rồi, hàng chục năm nay rồi làm ra rồi cũng cho dùng gì đâu. Cho nên là người ta đỗ xe là tận dụng là cũng chuyện bình thường thôi. Thế và nó cũng thể hiện một cái tâm lý, tức là người ta cũng chẳng tin lắm vào cái lời hứa là tuần sau hay là tháng sau, bởi vì cái hứa đến mười mấy lần rồi nó cũng lùi hẹn, thì cái tâm lý gọi là nói vậy mà không phải là vậy.